Dạ. Lâm Nguyễn TV xin mến chào ông bà cô bác anh chị em. Lâm xin chúc tất cả ông bà cô bác anh chị em ngày mới tốt lành, thanh tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Thì ông bà cô bác ơi, trở lại khám phá những câu chuyện tâm linh, khám phá những căn nhà quan. Lâm trở lại cái trường học nè, giúp đỡ một cái chị gái tóc xanh, chưa hiểu rõ về câu chuyện gì của chị mấy lắm. Thì hôm nay Lâm trở lại và Lâm sẽ tìm chị và sẽ giúp đỡ chị về chùa tu lành tu hiền nha ông bà cô bác ha. Chị ơi, có ở đây không ạ? Không biết ở đâu không bà cô bác, mình đi kiếm thử coi. Chị có vòng vòng ở trong này không? Chắc không có, mình đi ra ngoài. Đi ra ngoài nha bà cô bác. Chiều qua mình cúng cơm vị trí này nè. Ui, ở gì xa xa Lâm thấy chỉ không mà bác ơi. Đó. Thì Lâm phải đặt cái máy Lâm lại giao tiếp nha. Thì ông bà cô bác ơi, Lâm sẽ lại trò chuyện với chị gái này. Mình hỏi thêm coi vấn đề hôm qua mình chưa rõ nha ông bà bác ha. Vậy thì mời ông bà bác ơi rõ nha. Dạ em chào chị ạ. Chào cậu. Chị khỏe không? Chị khỏe. Chị ở thì chị đợi em. Thì chị ơi, hôm nay em đến đây cũng như mục đích là giúp chị được tu hiền tu lành. Thì cho em hỏi là chị có em muốn hỏi chị số là hỏi rõ hơn là chị tên gì và chị ở đâu. Vậy tại sao chị mất? Chị tên là Lan. Chị cũng mới tới chỗ này cư ngụ mà. Lúc trước chị ở nhà đằng kia mà bị người ta xua đuổi, người ta không cho ở. Chị mới tới chỗ này cư ngụ chừng nửa tháng nay. Vậy thì bây giờ thì cũng như là hôm mưa hôm qua em lại em giúp chị về chùa tu lành luôn nha. Dạ, cảm ơn cậu. Mà trước khi về chùa em sẽ cúng cho chị món ăn cơm thiệt là ngon, rồi bắt đầu là chị mới về ha. Dạ, cảm ơn cậu. Tôi rất là đói khát lẻo. Tôi đợi cậu, hôm qua cậu có tới tôi có dùng rồi. Hôm nay tôi đợi cậu lại để tôi dùng thêm nữa. Rồi cậu giúp đỡ tôi, đưa tôi về cái ngôi chùa. Chứ tôi không muốn ở đây. Vậy chị lùi ra đi. Em cúng rồi chị ra dùng nha. Rồi, tôi chào cậu. Thì ông bà cô bác ơi, Lâm sẽ giúp cái chị này về chùa tu lành tu hiền để mà cho chị bớt khổ khi mà ở trong cái trường học quan này nha bà bác ha. Thì mời bà bác theo dõi chương Lâm, mình sẽ cúng những gì cho chị này nha. Bây giờ thì Lâm sẽ đặt cái vị trí này nha bà bác ha. Vị trí ngày hôm qua đó. Đây này. Không bà bác thấy không? Đó. Bây giờ Lâm sẽ đi lấy đồ và Lâm sẽ đặt ngay vị trí này nha bà bác ha. Để bắt đầu cúng nha bà các bác ha. Cũng là vị trí này nha. Hôm bà các bác thấy hôm nay có đẹp trai không? Có đồ dài mới luôn nè bà các bác. Rồi, Lâm sẽ chuẩn bị nha. Đặt đồ là cúng nha. Đó là cái tấm vải này nha bà các bác.
tấm vải huyền thoại. Bây cái tấm vải này cũng cho biết bao nhiêu vong linh mà ăn được ấm no đó. Thì Lâm cũng chưa có hỏi rõ về cái vấn đề của chị gái này. Chút xíu nữa Lâm sẽ hỏi rõ hơn cái nguồn gốc gia đình là bao nhiêu anh em nha ông bà bác ha. Do Lâm hơi gấp quá, Lâm không hỏi rõ. Mình cúng cho chị ăn trước cái đã, rồi từ mình hỏi thêm nha ông bà bác ha. Hỏi xong cái mình giúp về chùa luôn à, nhanh ngọn lẹ luôn. Giờ cái cam lại gần cho ông bà các bác thấy nha. Làm tranh thủ nha. Đây là quán bánh nè. Cam mới mua chiều cô vừa bán rồi. Hơi xấu chút xíu. Tranh thủ nha mà các bác, cái đèn cày này nó hết sử dụng được rồi, mua cái đèn cày mới quá. Mình để cơm rồi nha. Có cái tiếng điện thoại không bạn các bác? Đồ ăn rất là ngon luôn. Giọt nước tương. Chỗ này gió cũng quá trời mà quá. Nhưng mà gió nó mát mà quá đây. Gió nhiều nhưng mà nó mát. Lại tắt đèn cày nữa. Làm giờ cái máy xà tình thủ ra ngoài nha. Làm tranh thủ nha bạn quá. Năm
mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quan Thâm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thâm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thâm Bồ Tát. Nam mô Đại Hành Vô Hiền 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 Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô các gia chủ vong linh trong trong cái trường hợp này, đặc biệt là vong linh chị gái này, hãy dùng bánh trái và em sẽ về chùa, hồi xưa sẽ về chùa nha chị nha. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Rồi đó ông bảo bác ơi, làm sẽ lùi ra nha ông bảo bác ơi.
ông bà cô bác ơi, Lâm sẽ lập cái thực cho chị xuất hiện ra, và mình sẽ trò chuyện giao tiếp với chị nha ông bà cô bác ơi. Dạ, em chào chị ạ. Chị chào cậu. Thì chị ơi, những bánh trái này chị đã dùng chưa? Dùng hết chưa? Chị đã dùng rồi. Thì thường á, thì em cứu những dung linh thì em hỏi về nguồn gốc của dung linh rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay đặc biệt là chị, em chỉ nói đơn giản ngắn gọn thôi. Thì cũng như là hứa em sẽ đưa cho chị về chùa tu lành tu hiền ha. Dạ, cảm ơn em. Bây giờ trong tâm chị niệm 6 chữ ở Di Đà Phật, rồi bắt đầu em sẽ làm cái thực kinh can cho vị chùa luôn nha. Rồi, chị đồng ý. Cảm ơn em rất nhiều. Hôm nay mình sẽ rút gọn lại được câu hỏi về cái vấn đề của dân minh nhiều quá đúng không bác ha. Mà thấy em có cái bát quái rồi, giúp chị vị chùa luôn nha. Thì Lâm cũng tính, em cũng tính hỏi chị về cái thân thế thế nào như vậy vậy. Nhưng mà thôi, chị dùng mình đối khác, mình giúp chị về chùa tu lành tu hiền nhanh gọn lẹ nha bà bác ha. Rồi nha chị nha, cho mình niệm Phật nha chị nha. Rồi đó ông bà cô bác, thì Lâm cũng đã giúp với chị này về chùa tu lành tu hiền rồi. Thì chắc cái đẻ video của Lâm sẽ kết thúc tại đây. Lâm sẽ tắt máy và gom này về sau nha bà cô bác. Cảm ơn bà cô bác đã theo dõi video. Lâm cũng rất là mừng khi mà mình đưa rút nhanh gọn lẹ cho quý về chùa luôn, không cần phải hỏi gia thế gì nhiều hơn bà cô bác ha. Thì Lâm xin cảm ơn bà cô bác, hẹn bà cô bác những video sau nha, giúp đỡ những lần sau. Cảm ơn bà cô bác rất là nhiều. Thì ba cái này chị đã dùng ấm nỏ rồi, Lâm sẽ cũng tìm một số khái để lại, còn khi nào cần thiết thì lấy về thôi nha. Thôi video Lâm sẽ kết thúc tại đây, xin mến chào ông bà cô bác, chúc tất cả ông bà cô bác ngày mới tốt lành, thanh tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Chào ông bà cô bác nha.